Cảm quý vị khán giả của Leo Sound TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình góc khuất cùng với Chelsea. Hôm nay chúng ta uh, sẽ quay lại với đề tài uh, góc khuất của uh, miền Nam nước mắm sơn. Uh, cảm ơn Danny đã đến với chương trình. À, xin chào Chelsea, cảm ơn uh, mời Danny lên chương trình này. Uh, chào quý vị. Nhạ, yeah, thank you Danny đã đến với chương trình. Uh, và quý vị nào mà xem chương trình góc khuất vài năm về trước thì mình đã có Danny uh, chung với chúng ta. Lúc đó mình nói về nước mắm sơn. À thì chắc quý vị nào mà chưa biết qua chưa thấy chưa nước mắm Sơn hay là đã thấy rồi nhưng không biết nhiều về nước mắm Sơn thì Chelsea mời Danny nói chút xíu về nước mắm Sơn. À, dạ, à, gia đình vợ Danny thì sản xuất nước mắm theo truyền thống à, gia truyền cũng bốn đời rồi từ 1951 tới giờ trên hòn Sơn Rái ở Kiên Giang Việt Nam. Thì khoảng 10 năm trước thì Danny với vợ Danny có ý tưởng để um, Uh, introduce uh, nước mắm sơn, uh, nước mắm truyền thống, nước mắm uh, nguyên chất cho thế giới thì mình uh, mình uh, giới thiệu sản phẩm qua nước Mỹ đầu tiên xong rồi giờ 10 năm sau thì mình cũng được uh, bán trong 17 nước ở thế giới uh, 17 countries and 6 continents wow. yeah mà nước mắm mà quý vị nào mà đi trong chợ thì quý vị cũng đã thấy qua rồi. thì như Chelsea thì ít khi ăn nước mắm vì không phải là mình nhiều khi mình bỏ nước mắm mẹ bỏ rồi mà mình cũng không biết nữa mình không có thời gian mà mình ngồi mình nhìn kỹ là cái chai là nước mắm. nhưng mà khi mà mình thấy nước mắm sơn cái mình nghe nó lạ thì ở thị trường á bây giờ nước mắm sơn mình có mấy loại? À, ở thị trường thì giờ mình đang có nước mắm sơn à, truyền thống. Với lại hôm nay uh, Danny cũng uh, đem ra để giới thiệu nước mắm uh, sơn mới là cái này là sản xuất từ uh, nước uh, cá cơm Mỹ. Yeah. Uh, we call it fish sauce 3.0, nước mắm 3.0. Tại vì với mình trong nghề là nước mắm 1.0 là nước mắm uh, truyền thống từ Việt Nam xài ừ. cá cơm Việt Nam. Nước mắm 2.0 thì trung bình là mấy cái nước mắm đó ở ngoài thị trường là nước mắm quá chất. Uh, không có cá trong đó còn cái dòng mới này là nước mắm cá cơm mỹ thì nó là mình đớp nó là 3.0 tại vì mình xài cá cơm mỹ để sản xuất nước mắm nha yeah. cho sẽ hỏi là lý do tại sao cá cơm việt với cá cơm mỹ nó có gì khác giống như là cái uh, cái con cá nó cái mùi vị của nó hay là cái chất liệu của nó uh, thường ở nước mỹ thì cái khí hậu nó lạnh hơn thì cái nước nó cũng lạnh hơn uh, thì thường nước lạnh hơn thì con cá nó sẽ thường nó có nó nó mập hơn để ừ. nó giữ ấm ở trong nước thì cái đó là cái khác biệt về cái um, I guess the size of the fish ừ. uh, nhưng mà còn nói chung về cái cách mà sản xuất nước mắm thì mình cũng làm y hệt như truyền thống cũng là 70% phần trăm cá cơm ba phần trăm muối biển sau một năm mới ra nước wow cái nghĩa là mình làm cái 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 quá trình cái trình liệu cái process nó rất là lâu thì một cái chai nước mà mình cần bao nhiêu cá là có rất là nhiều cá, để một chai nước mắm là khoảng tỷ lệ bao nhiêu, how many percent sir? cá cơm à. trong đó? Dạ, yeah, trung bình một thùng nước mắm thì khoảng uh, 12 tấn, uh, 70% cá cơm, uh -huh. 30% muối biển trong cái 12 tấn đó, so I guess you can say nó around the size of like an SUV, like uh -huh. a Suburban, dạ, yeah, cũng bằng giống như cái phòng này, dạ. Uh -huh. yeah. Mà một chai nước mắm mình bán ra bằng bao nhiêu? Uh, we actually sell uh, bằng giá nguyên thế giới <laughs> từ Mỹ tới Việt Nam tới qua úc qua nhật uh, Châu Âu Middle East là trung bình là bán là 5 đô 55 mươi cent một chai. Mà yeah. wow, mình cứ nghĩ là thường thì uh, tại khi mà cho suy nghĩ tới ca nước mắm sơn thì mình nghĩ nước mắm này lại lại mất tiền lại premium mình cứ nghĩ là nó mười mấy đồng một chai nhưng khi nghe họ Danny nói là năm đồng mấy thì nó nó quá tệ chứ tại ở đâu Việt Nam của mình đi đâu cũng vậy mình cũng phải cần nước mắm ăn uh, mm. mình nói là bóng cái gì mình cũng cần đồ chấm thì kia rồi hay là mình nấu cũng vậy luôn mình phải bỏ tí nước mắm vô thì cái mùi vị nó khác. Dạ. Yeah. Yeah, thì uh, uh, khi mà mình nhìn chai nước mắm này mình thấy lá cờ lá cờ cái flag của người Mỹ yeah. với là cái chai chữ sơn đó, thì là màu của lá Mỹ luôn. Dạ. Yeah. Thì Danny có bao giờ bị trường hợp hỏi là tại sao nước mắm Việt Nam mà nhưng tại sao mình nhìn vô đây thì mình thấy nhiều cái hình ảnh của người của Hoa Kỳ của Mỹ? Yeah, so you know, um, Danny thì sinh ở Việt Nam nhưng mà lớn lên ở Mỹ. Um, I guess you can say I'm uh, một you know, nice. 5 năm, right? Một <laughs> phần <Việt cười> Nam, một, một phần Mỹ. Mm -hmm. um, but more than that, là cái project này là uh, công ty nước mắm sơn là được uh, support by the US government. Uh, tại vì chính phủ Mỹ thì họ muốn là <laughs> uh, support, uh, xong rồi ủng hộ mấy cái mấy mấy cái product of USA thì cái gì mà là nguyên liệu từ nước Mỹ mà bán ở nước ngoài hay là sản xuất ở nước ngoài thì um, the U.S. government actually supports um, those products. Yeah. Rồi cái tế thị trường trên thị trường bây giờ nước mắm của mình là của nước mắm sơn á, có gì khác với lại những nước mắm khác hay không? Uh, thì trên thị trường thì uh, nước mắm sơn là chỉ có một mình uh, thương hiệu của Danny là sản xuất nước mắm từ cá cơm Mỹ thôi uh -huh. Yeah, first time in history. Wow. Yeah. Ở đâu mình suy nghĩ ra ý tưởng này? Uh, <laughs> lúc mà Danny vợ Danny có cái ý để uh, introduce nước mắm sơn nước mắm truyền thống ở nước ngoài á thì từ lúc đó là mình cũng đã biết là từ từ nước nước của mình là hết cá rồi, uh -huh. hết cá cơm rồi. Tại vì gia đình cũng có ghe để tự bắt cá mà từ từ thì cũng bán ghe từ từ tại vì không có cá để Đúng. bắt. Dạ. Yeah. Thì cái 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 project này actually been cũng 10 năm rồi. Uh -huh. Thì lúc mà Danny với vợ Danny qua bên Mỹ để um, uh, <laughs> để introduce cái brand này thì mỗi năm Danny với vợ Danny actually live uh, mấy cái thành phố um, yeah. in different areas of the US uh -huh. on the west coast, in the south, uh, midwest. À, để tìm mấy cái dùng mà có cá để mình coi từ từ coi cái cái, cái 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 hướng nào là tốt để cho để 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 cho cái tương lai của nước mắm truyền thống nha yeah. wow, là bây giờ mình cứ ở chỗ này mình coi cá trường hợp tại vì nước mắm phải cần có cá mà nước mắm ừ. yeah. thì uh, hồi nãy Chelsea xin muốn hỏi là cái nước mắm như vậy đó là xong rồi Danny người ta cứ kêu nước mắm Sơn rồi xong rồi tự nhiên bây giờ thành cái tên của mình thành Sơn luôn nhưng mà thật sự cái tên Sơn nó từ đâu ra À, tên Sơn là là we named it after cái đảo mà gia đình ừ. của vợ Danny là ông cố uh, started the family business. Thì um, ở dưới Hòn Sơn Rái uh, cũng có rất nhiều người biết về mấy cái vùng đó là là ở dưới khu kiên giang. Thì hồi đó là ông cố xuống đó xong rồi um, uh, started the family business. Thì người ta kêu ông là Chúa đảo. Cho à. nên uh, we named it Hòn Sơn Rái hence uh, nước mắm Sơn. Yeah. Ừ. And then also another meaning là ba vợ của Danny là gave me the blessing to do this business. Mm. So it's like father to son oh. uh, passing on. Yeah. chứ không phải là tên Danny là Sơn. Ta? <laughs> no, no. <laughs> có bị đi, đi bây giờ cái bị chết tên không là đi đâu không kêu Sơn hết. Yeah, yeah, yeah thường người người ta kêu Sơn hay là người ta kêu Danny uh, nhưng mà tên thiệt của của mình là actually Huy và Danny is my American name. Yeah, cứ yeah. vị cứ đừng cứ nghĩ hiểu lầm là tưởng là đây là ông Sơn, Cái <laughs> nước món Sơn là nhưng mà đây là Danny và cũng tên là Huy. Yeah. Thì có nghĩa là hay cái tên nó rất là hay vì mình ta lấy từ kia ra mà từ là It's a blessing son tiếng Mỹ là Sơn là con trai. Yeah. Đó rồi sau mình mình nói kết với nhau. Thì là khi mà Danny làm ở trong ngành nghề mà sản xuất nước mắm vậy đó là khá là hơn 10 năm rồi ha yeah. Mình có bây giờ nghĩ là mình sẽ làm cái gì khác sau này nữa không? Hay là mình suốt đời mình chỉ muốn làm nước mắm thôi? Yeah, you know um, as Cái company mình grow đó Thì mình cũng muốn tạo cái um, Nói sao? Mình muốn tạo cái platform, cái network của mình ở nước ngoài cho mấy cái thương hiệu khác yeah. Mà cũng là nước mắm ở dưới Kiên Giang hay là ở Việt Nam để phát triển chung với nhau Um, I always say the pie is big enough for everybody. And so in the future, we hope to introduce mấy cái dòng nước mắm khác tại vì nhiều người không biết là nước Việt Nam á nó cũng có ba miền. Thì mỗi miền mỗi loại nước mắm nó cũng làm khác mm. với nhau chứ nó không phải y hệt hết. Mm. Thì mình mong là mình có thể um, xài được cái, um, cái 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 network của mình để giới thiệu mấy cái thương hiệu khác xong rồi uh, work together kind of like a co-op Uh, chắc nhiều người ở bên Mỹ cũng biết thế dụ ở Napa Valley thì người ta trồng wine mm -hmm. nhưng mà mấy cái thương hiệu winery đó đó là họ cũng lấy do nho từ nhau họ cũng lấy uh, nước nho từ nhau xong rồi họ đưa cái ông plan của họ thì in in a way we want to build that co-op and that network để cho từ từ á, mình help educate uh, khách hàng là nhiều lúc mình thấy cái thương hiệu phú quốc nhưng mà nó không phải là từ phú quốc mm -hmm. hay là mình thấy cái thương hiệu phan thiết nhưng mà nó không phải từ phan thiết uh, nước mắm cho người việt nam should be made in vietnam not uh, thailand or china thailand or china they have their own fish sauce cái đó không có vấn đề gì hết nhưng mà danny feel là người việt nam mình nên có cơ hội để mua sản phẩm uh, produced by người của mình yeah là bây giờ là nước mắm này là mình à, à là đen này có mở trong nhà hàng không hay là ở đâu nếu biết quý vị nào mà muốn thưởng thức hay là đã, đã muốn mua thì bây giờ ở trong chợ Việt Nam hay là ở đâu mình để mình tới mình tìm hay là order online hay như thế nào. Yes, yeah, so sunfish sauce mình có bán trên online, Amazon, Sewee, Instacart. Uh, trong siêu thị thì mình uh, có pretty much all of mấy cái siêu thị uh, người Việt Nam, châu Á, uh, người Tàu cũng có, 99 Ranch Hàn Quốc cũng có H Mart Uh, mình cũng có bán vô siêu thị Mỹ ở uh, ở Whole Foods mm. um, uh, So that's in the U.S. And then uh, we're also, like I mentioned, in uh, 17 countries cái, cái cái ý là ở đâu có người Việt Nam thì nước mắm sơn muốn có mặt ở đó uh, Xong rồi giờ recently cũng có mấy chuyện hay là We just recently launched in Dubai uh. ở, ở Middle East, Dubai thì cũng có nhiều người Việt Nam starting to go over there Người ta làm việc hay người ta kinh doanh ở bên đó Um, and then besides that, we're in uh, most of the Las Vegas casinos, um, hotels, resorts, and, and, and whatnot. Yeah. Yeah, nhưng mà cái này không phải chỉ có người Việt Nam mình là biết ăn nước mắm nhưng mà người Mỹ bây giờ cũng biết luôn. Yeah, you, you know, giờ người từ từ á, thiệt ra người Việt Nam mình cũng y hệt lúc mình nghĩ về nước mắm thì mình nghĩ là ô oh, Giống như là nó nồng quá hay cái này cái kia Nhưng mà không có ai kêu mình Phải take a shot of nước mắm uh, uh, the, the best way mà Danny có thể giải thích Là nước mắm nó là a salt substitute Thay vì mình xài muối á Thì mình xài một chút nước mắm Cho điều vị Cho cho flavoring Tại Vậy. có như họ sợ mùi tanh của mùi cá đó thì thực sự là Chelsea đã nếm qua nước mắm rồi, à nước mắm sơn, nước mắm loại mới này, yeah. à nước mắm cá cơm ha. Thì nó rất là nhạt chứ nó không phải là mặn như mình sức tưởng tượng tại vì Chelsea không có ăn muối, không thích ăn mặn nhiều. Yeah. Cho nên ăn gì cũng lạc hay là vừa miệng thôi, vừa đủ thôi. Yeah. Thì mình thấy thì nó vừa ăn chứ không phải là mặn đã đậm đà lắm. Thì khi mặn mình phải vắt chanh vô. Yeah. Nhưng cái này mình chỉ cần cắt ớt vô để mình nếm một vị mà nó cay thôi thì mình chấm với lại miếng thịt à thịt theo luộc hay là mình chấm với lại cá. Yeah. Thì nó cũng vừa đủ ăn. Yeah. Um cái dòng nước mắm cá cơm Mỹ we actually blend it to taste, meaning hmm. là um, a, a lot of reason why mình không ăn mặn hay ăn mặn nó have to do với cái khí hậu mà cái cái môi trường mình hmm. ở right ở Việt Nam á, thì nó nóng người ta đổ mồ hôi nhiều thì người ta cần cái, cái 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 salt content however in America it's not as hot xong rồi thêm nữa là cái khí hậu nó cũng dry thì với lại cái thế hệ mới uh, everybody me included We want everything uh, ready to eat sẵn sàng để ăn sẵn sàng để nấu sẵn sàng để điều vị thì nước mắm này mình có điều vị nó với một chút đường với một chút uh, natural flavoring để dễ cho khách hàng uh, nấu ăn hay là uh, ăn uống. Yeah. mình có thể pha nó ra. Nó không phải pha nhưng mà nó điều gì We uh. add more flavor to it. Um, for example, trung thường á, là nước mắm á, là người ta sẽ xài fructose là cái đường mà quá chất. Mm -hmm. Nhưng mà với mắm Mỹ á, uh, thì mình xài uh, stevia. Stevia là mm -hmm. cái lá mà cho mấy người bị tiểu đường người ta oh. người người ta as a, uh, sugar substitute. So mình cố gắng để gặp khách hàng ở giữa mình flavor to taste cho cho khách hàng. Tại vì không phải ai cũng quen ăn nguyên chất nhưng mà mình use more um, natural and premium uh, ingredients um, and then speaking on that là nước mắm sơn là chỉ có một cái thương hiệu duy nhất mà ở Cali không uh -huh. có phải để uh, Prop65 cancer warning uh -huh. uh, có rất nhiều sản phẩm bị dính mấy cái hóa uh, chất mà nó nó có chất gây hại ung thư để để làm ung thư and also reproductive system uh -huh. and so now you can see it on Hut making nhãn của của mấy cái nước mắm khác là có prop 65 hết thì ừ. mình cũng tự hào là nước mắm của mình không có bị uh, mấy cái đó. Dạ. Yeah. Bao wow, là nghĩa là khi mà mình nói nước mắm ít thôi một chai cỡ 5 đồng mấy chưa đến tính thuế là cũng chưa đến 6 đồng hay cỡ chừng 6 đồng. Yeah. Nhưng mà mình phải nghiên cứu rất là kỹ làm sao mà cho sức khỏe như Danny vừa nói uh, vừa kể ra cho quý vị xem để mà nghe thêm là mình phải uh, có những người nếu mà mình dùng cái chất mà đường tự nhiên để mà không có gây đến cho những người bị tiểu đường. Yeah. xong mình phải nghiên cứu rồi có những cái chất khóa học, không có chất khóa học để mà gây đến ung thư. Yeah. Thì Chelsea thấy wow, một chai nước mắm thôi mà mình làm cái quá trình nó rất là nhiều thì khoảng thời gian thường là một chai nước mắm vậy hay là một lần mình làm bao nhiêu chai đó là khoảng bao nhiêu tháng để mà xong được một cái uh, một cái uh, mình kêu nó theo là một cái um, theo cái hàng một cái lượng hàng ừ. là khoảng một, thời gian bao nhiêu để mình làm một cái lượng hàng uh, nếu mà nói uh, a to z thì nước mắm thì đã phải muối một năm rồi ừ. xong rồi mới uh, open cái barrel xong rồi vô chai vô này kia thì cũng nói là từ lúc mà muối cá tới lúc mà you know the bottle gets to the supermarket uh -huh. for the customer thì cũng ít nhất là cũng một năm rưỡi tới hai năm wow. yeah so 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 it's a long process and với lại uh, gia đình vợ Danny cũng làm nước mắm bốn đời rồi cho nên cái sản phẩm mà để ra đó um, mình tôn trọng cái lịch sử với lại cái văn hóa của gia đình sản xuất hơn là chỉ có để kiếm lợi thôi. Mm -hmm. Yeah, so it's very important to us to put out a good product and because, um, you know, our name is also on the line and our reputation. Chứ không phải là mấy cái thương hiệu nước mắm mà commercial brand where um, họ chỉ quan tâm về kiếm lợi thôi. Yeah. Yeah. Thì để cho tôi hỏi thêm, là khoảng thời gian mà mình nói là COVID một phần ảnh hưởng nào, với lại thời gian mà mình không có đủ cá hay là bây giờ biển bị, mỗi lần mà biển có một cái giống như mình nói là bị độc hại hay bị gì đó là mình phải trận lại một khoảng thời gian đó. Thì mình làm sao, mình có ngừng lại để mà mình sản xuất nước mắm hay không? Hay là mình tìm cái a different source? Thì cho nên cuối cùng Danny mới uh, suy nghĩ là we, we end up choosing cá cơm Mỹ ừ. Tại vì bên Mỹ, á, uh, người Mỹ với lại mình luôn là 90% hải sản mình ăn á là nuôi với lại nhập vô ừ. Mình chỉ có ăn 10% hải sản của nước mình mà thiên nhiên thôi ừ. Thì nếu mà nói về cá cơm á, thì cái nguồn nó có bao la ừ. Với lại nước Mỹ thì chỉ có từ là 500 năm nay thôi Thì cái nguồn đó là nó sustainable tại vì cá cơm á trung bình nó sẽ sống từ 3 tới 5 năm nhưng mà trong năm đầu á là nó sẽ die of natural causes wow. nhiều lúc thấy dụ mấy con whale nó sẽ ăn hay là nhiều lúc mình thấy cá cơm nó 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 bơi nhiều với nhau quá xong rồi nó gần nước á thì không đủ oxygen so they die uh -huh. so you see this happening in la jolla you see it happening in monterey bay and so even lúc mà bắt cá cơm á là mình không có bị vô cái um, overfishing So it's very sustainable and and for us we actually hồi đó là có có qua bên Mississippi, có một cái xưởng nhỏ Alabama luôn nhưng mà cuối cùng á mình chọn Phú Quốc á, là tại vì mình muốn the best ingredient which is cá cơm Mỹ. nhưng mà phải là the best environment. Cái mm. cái cái khí hậu, cái môi trường để sản xuất nữa thì mới có được cái best product. Um, after all, you know, Hàn Quốc người ta tự hào về kimchi Nhật người ta thấy tự hào về à, uh, mỗi nước người ta có cái sản phẩm để người ta tự hào về, thì mình có cái văn hóa, mình có cái lịch sử, mình có cái, uh, với lại thêm nữa nước mắm sơn có quy chương ở Việt Nam, ở Asia, ở nước Mỹ, ở Europe, thì tại sao mình không có put cái best product forward để um, để 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 as a way for us to introduce you know our country and our people to the rest of the world Wow, cảm ơn yeah. Danny rất nhiều và thật sự luôn là bây giờ nhà nào cũng phải có chai nước mắm nhà Việt Nam nào phải nói vậy yeah. đó nếu mà không có nước mắm mình thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, <laughs> đó phải không là yeah. muối không thì nó đâu có phải là nó là cái quá chất muối rồi là mặn rồi sodium rồi yeah. thì nó lại không có sức khỏe mình ăn nhiều muối mình đâu có tốt đâu yeah. thì à, thật sự luôn á bây giờ mà mình tưởng tượng ra một căn nhà mà không có chai nước mắm thì như thế nào thì <laughs> nếu mà trong khoảng thời gian nào như Danny có kể là có bao giờ chợ là hết nước mắm hay không thì họ sẽ lên khi mà vô chợ mà không có nước mắm luôn thì cái cái tình trạng nó như thế nào khi mà mình đi tìm một chai nước mắm để mình mua mà không có một chai nước mắm? Yeah thì cái đó Danny cũng suy nghĩ cho nên Danny mới có ý để nhập cá cơm Mỹ về Việt Nam tại vì Việt Nam từ từ cũng hết cá cơm rồi uh -huh. mà nếu mà Việt Nam không kiên giang phú quốc không sản xuất nước mắm từ cá cơm nữa thì mình sẽ mất cái truyền thống đó cái gia truyền ừ. đó là sản xuất nước mắm cá cơm. Uh, you know we're fam world famous for that. Thì chỉ có một cách khác thôi là mình sản xuất với cá cơm ở Mỹ thì nó mới ờ uh, tự tại được cái, uh, cái 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 quy trình đó. Thì yeah. như dạ, cảm ơn Danny. Thì như Chelsea nhớ có một lần nào khoảng thời gian nào không biết là trước hay như là trước Covid là mình là hết nước mắm luôn. Và sau đó là tại vì Việt Nam bên đó lúc đó cá bị vấn đề cho nên ừ. là họ phải dùng nước mắm của bên Thái Lan thì phải như Chelsea nhớ đúng không? Sau đó là mình thành như mình khoảng thời gian đó mình bỏ nước mắm Việt Nam luôn đó. Rồi sau này nước mắm Sơn Chelsea mới nhớ là mình gặp. Yeah, là. lúc lúc đó là Formosa. Mm. So it it was a uh, một công ty ở bên Đài Loan, nó dump chemical từ uh. miền Trung qua tới Đài Loan. Mm -hmm. Thì cá mới chết. Mm -hmm. Um, xong rồi lúc đó everybody panic buy mm -hmm. nhưng mà lúc mà panic buy á thì mua nước mắm từ Trung Quốc với Thái Lan thôi mm -hmm. nói chung nó cũng không có liên quan gì hết mm -hmm. uh, mua mua ba cua hay là mua nước mắm mực hay là mm -hmm. phú quốc brand mấy cái sản phẩm đó là cái nguồn của nó cái company của nó là nước ngoài cũng không có liên quan gì tới Việt Nam oh. yeah cho nên um, cũng giống như during covid everybody panic buy um, <cười> <cười> toilet, toilet paper <cười> <cười> yeah cái là, cái oh, nghe là lúc đó là không có gì nhưng mà vì mình sợ quá, cái yeah. mình cứ sợ cái nguồn đó, cái tự nhiên mình đi mua nước mắm khác nhưng mà sau đi ăn một hồi mình cũng vẫn nhớ lại cái mùi vị Việt Nam, yeah. thì chúng ta cũng quay lại với nước mắm và cảm ơn nước mắm Sơn đã xuất hiện ở đây yeah. và bây giờ là nước cá nước mắm cá cơm Mỹ, yeah. thì là mình uh, cái này mình sản xuất bao lâu rồi cái loại cá cơm Mỹ? này uh, Cá cơm Mỹ là mới ra thị trường uh, fourth quarter this year so tháng 10 tháng 10 tháng 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 10 năm nay. Uh -huh. uh, 10 năm để 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 get to this point uh, mình mới ra mặt ở uh, ở Mỹ và Việt Nam xong rồi qua năm mình chuẩn bị ra mặt ở bên uh, ở bên Nhật với lại uh, Úc với lại um, Korea. Wow. Yeah. À, khi mình, mình chạy như vậy qua đến uh, nước khác ha, yeah. thì cái uh, mà cái thị trường nước mắm ở bên nước khác nó như thế nào? Nếu mà thì mình biết là có Việt Nam họ mới uh, thích nước mắm nhưng mà nếu mà thị trường nó ít người Việt Nam thì mình bỏ vô mình có sợ hay không à, thiệt ra đó là giờ Danny thấy là rất nhiều nước ngoài người ta người ta start to open để à. use nước mắm tại vì người ta hiểu là muối nó là uh, from the uh, nó là from a chemical process table salt cái muối nó khác muối biển với lại uh, với lại nhiều người thì người ta thay vì xài bột ngọt thì người ta có thể xài nước mắm cũng giống như thay vì tomato sauce hay là cheese make it all very high in umami mm. but a natural version um, and and so we we see that actually the world is opening up to fish sauce as a salt a healthy version salt substitute um, for cooking mm -hmm. And um với nước mắm nó có cái lạ là đúng nó nó hôi nó nồng nó 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 pungent. <laughs> nhưng mà lúc mà nấu xong á, thì nó bring all the flavors together. Yeah. Right? And, and and so in a way that Độm helps đà. people yeah. <laughs> nhưng mà cái đó help people để thí dụ nấu không có giỏi lắm nhưng mà thấy chút nước mắm vô nó ra nó ngon. Yeah. này <laughs> cái bí quyết cho anh, những người đàn ông nấu ăn là nghĩa là nấu sao được bỏ xíu nước mắm lên nó đậm đà mùi vị hơn. Exactly and and <laughs> and uh, funny you mentioned that Um that was the reason why we launched Sunfish sauce. Mm -hmm. Tại vì hồi đó Danny đọc trong báo GQ magazine, mm -hmm. người ta hỏi mấy cái bí quyết của mấy người đầu bếp nổi tiếng ở Mỹ á là là người Mỹ, người Mễ, người, người Mỹ đen này kia hết là bí quyết là cái gì? Ai cũng nói là nước mắm. <laughs> Thì Danny mới quay qua uh, bạn gái của Danny mà giờ là vợ là hey does your family make fish sauce? And so that's actually how I, oh. we we started Sunfish sauce because cái bài mà người ta hỏi cái bí quyết của mấy ừ. người đầu bếp nổi tiếng là cái gì thì người ta nói là nước mắm yeah. mà từ đó ra yeah. <laughs> Thật sự luôn á là nhưng mà mình nghĩ một chai nước mắm là cỡ năm đồng mấy thì mình nghĩ là nó hơi yeah. mà mình cái thời gian mà mình làm mình đi tìm cái nguồn cá này kia rồi nó rất là cực khổ rất là mệt yeah. nhưng mà vì cái bí quyết đó mà bây giờ là một cái tương lai <laughs> yeah you know um, nước 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 mắm thì được một cái là người nước ngoài lúc mà người ta nghe cái quy trình sản xuất thì thường người ta sẽ hỏi ủa tại sao bán rẻ quá vậy? Yeah, yeah, and and and, and so you know uh, we've been fortunate uh, launch ở Whole Foods, mm -hmm. um, it's been selling really well. Actually, nó cũng surprise Danny là how how well it's selling. Mm -hmm. Tại vì nhiều lúc mấy cái siêu thị Whole Foods nó còn bán nước mắm mà với thương hiệu mình thôi mm -hmm. còn chạy hơn mấy siêu thị châu Á khác luôn nữa. Mà thường Whole Foods là người người nước ngoài mua không à? Mà thích healthy. Yeah yeah yeah. So it's it's been um, it's 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 been inspiring to see là người nước ngoài người ta cũng uh, start to open up về nước mắm xong rồi người ta cũng uh, uh, respect cái 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 uh, cái product của nước của mình mm -hmm. yeah dạ yeah, người ta nể, người ta kính nể người ta ngưỡng yeah. mộ nhiều khi cái, cái mùi vị nó thực sự nó đậm đà hơn và nếu mà quý vị nào mà hay là những người mà thích uh, mình nói là uh, muốn healthy, muốn khỏe có ăn đồ cho nó dinh dưỡng hơn á thì mình coi sau lưng cái nutrition facts yeah. thì mình sẽ đọc là bao nhiêu phần lượng của n rồi, muối nè bao nhiêu phần lượng này kia mình sẽ thấy là mình mình sẽ so ra với là những cái nước mắm khác thì mình sẽ thấy là ở đây là uh, cái nước mắm cá cơm nhiều hơn là muối không phần trăm yeah, Với lại... Uh mình cũng phải nhớ là muối biển nó khác là, bình là, 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 là là muối bình thường cho nên cái sodium level nhiều lúc nó có thể hai nhưng mà uh, again mình đâu có phải uống nước mắm đâu. <laughs> mình chỉ có mình chỉ có đổ vô một chút để mình nấu ăn chung thôi. Với lại thêm nữa cũng nên uh, nhìn mấy cái ingredient list tại cái đó thì mấy cái thương hiệu nó không có thể giấu được với FDA. Thì ở trong đó nếu mà mình đọc mấy cái ingredient list mà mấy cái chữ đó mình hiểu á thì nên ăn mấy cái đó hơn là mấy cái chữ mà nó nhìn giống như là trong khoa học hay là quá chất này kia thì maybe né mấy cái đó ừ. yeah. Nó nói về uống nước mắm, cho kể một chuyện vui ha <cười> <cười> Thì Chelsea có những người bạn à, Mỗi lần mình đi ăn bánh xèo hay bánh khọt gì đó Thì họ cho nước mắm pha <laughs> Nước mắm pha ra rồi, tuy là nó pha ra rồi Nhưng mà một người bạn đó ăn một lần Mình nói là thật sự là ba chén nước mắm Mà có mấy miếng bánh khọt Thì yeah. mấy người bạn hỏi không sợ, không sợ muối hả <laughs> Mình thật như là mình nói như khi mình chọc là Nó uống nước mắm mà thì <laughs> Danny nói không uống nhưng mà có nhiều người họ rất là thích mùi vị nước mắm là họ như là ực luôn nước mắm vậy đó họ là yeah cũng giống như ở trên miền Bắc thì thường uh -huh. người ta ăn bánh cuốn này kia cái nước mắm người ta pha ra very light nên nó uh -huh. rất, rất là rất là light xong rồi là một cái chén nước mắm mà người ta chấm đồ vô uh -huh. luôn. Thì thì um, uh, yeah you're right about that. Tại vì mỗi vùng ở nước Việt Nam thì nó có different style of fish sauce like different way of eating it. Uh -huh. Thì um, từ từ Danny cũng mong là qua nước mắm sơn á, thì người của mình ở nước ngoài à, cũng cũng học hỏi được cái văn hóa mà về nước mắm mà là trong lịch sử của mình mấy ngàn năm rồi. Yeah. Mà cũng hay quá là từ đó là mình cứ nghĩ thế. nhưng mà theo như một người mà mình nói là à, bây giờ nói về góc khuất của Danny ha, yeah. mọi người mà từ mình nói là Americanized lớn là đẻ Mỹ luôn, là lớn lên ở Mỹ luôn. Yeah. mà mình không có giờ nghĩ là từ nhỏ tới lớn có bao giờ ăn đồ chấm nước mắm không mà sau này lại là, là... Mình làm mở cái business, mình kinh doanh nước mắm uh, Thì Danny qua Mỹ hồi 8 tuổi mm. But I pretty much grew up Americanized mm. um, But yeah, even hồi đó trong gia đình Danny là Ba mẹ cũng không có ăn nước mắm nhiều nữa Cho nên um, I guess người Việt Nam you can say Nghề chọn mình right, mm. nghề, nghề chọn mình um, And I just had a passion for it because I just felt like it was more than just a commodity or a condiment Uh, nhưng mà nó 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 giống như là một cái identity của của dân của mình right when you, when you think about Vietnamese sometimes you think about fish sauce hay là phở, phở hay bánh mì còn uh, so 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 if it's part of our identity we should be proud of it um, going back to I said this before you know vì khi mình mình ở nước ngoài ba bốn năm chục năm rồi mình nên có sản phẩm ở trên ở ở siêu thị của mình hay siêu thị nước ngoài mà là từ nước Việt Nam của mình mà mình có thể tự hào được Um, để mình, um, you know, sh show our culture and our food to the rest of the world, yeah. Yeah, nhưng mà uh, có nhiều người giống như, thơm thấy tại vì có những người họ muốn mang theo cái tên họ là như rượu hay là cái gì khác, nhưng mà mình đặt trưng mình nước mắm. Yeah. <cười> <cười> Thì là mình có giờ bị uh, giống như người ta nhìn mình đi ánh mắt khác không? But no. us, right? you're, you're yeah, yeah, yeah. You know, người nước ngoài ở lúc mà Danny chia sẻ cái quy trình mà sản xuất nước mắm á, thường người ta sẽ nói là ủa nghe giống như là sản xuất rượu vine hay là sản xuất uh, dầu olive quá vậy. Mm. Um, cái 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 đó là cái first cái first reaction xong rồi thường người nước ngoài á là người ta pour out một cái shot nhỏ người ta uống luôn. Ồ, oh, vậy đó hả? Um, Danny Den, cũng hơi bất ngờ nhưng 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 mà nó cũng cho uh, mình cũng tự hào là người nước ngoài người ta thấy mấy cái quy trình cái cách mình sản xuất cái cái sản phẩm mình 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 làm thì người người, người ta very intrigued by it. Mm. Yeah, versus Giống như là, oh, I don't want anything to do with it. Um, they're actually more interested in it. Yeah. Uh, mà nước mắm, uh, actually, there's a lot of um, uh, Western appeal to it. Tại vì ở bên uh, nước Ý, ở bên nước Greece, ở bên mấy cái nước mà Mediterranean Sea, they all cook with anchovies. Oh, đúng rồi hả? Yeah. Xong rồi mấy người ta, mấy cái nước đó cũng có nước mắm riêng của họ, người ta cũng có mắm tôm riêng của họ mm. luôn thì thì người ta nghĩ cái này là một cái cách mà rất dễ dàng cho người ta nấu ăn thay vì phải đi bắt cá cơm hay là mua cá cơm về xong rồi bầm nó ra nấu thì giờ cái này đổ một chút vô thôi thì nó cũng đưa job cho à, cái đó yeah. mình không nghe cái đó cũng hay cái đó mình tại vì mỹ họ ăn nguyên con cá luôn với lại yeah. người hàn quốc họ ăn nguyên con luôn nhưng cái này mình làm cái chất liệu cái cái nước nên thôi Yes. À, thì mình uh, nhưng mà như bây giờ là mình nói về cái câu chuyện là nếu mà sau này uh, hay là những ai đó những bạn trẻ sau này họ muốn ki kinh doanh một cái business nào đó nên yeah. uh, thì thấy là cái nước mắm này có nên làm được một cái thành một cái business sau này cho những hay là một mình có những cái bí quyết nào uh, khuyến khích cho những bạn trẻ muốn mở làm cái business nào không phải là chỉ nước mắm nhưng mà mình mà uh, produce uh, giống như một cái sản phẩm nào hay không Yeah, I I think that um, the reality is is that um, I don't know how to say it in Vietnamese, but easy come, easy go. Yeah, thì cái gì mà nó càng take longer time they build, it, it tend to last much longer. Um, and so you just have to choose. You know, um, uh, you know. Unfortunately, the the saying is true. Food and beverage là 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 dân búa. <laughs> So it's it's a very tough business to be in. Yeah. But I think when you're in a business where you are adding value to someone's life là Thí dụ mình sản xuất một cái cái sản phẩm mà người ta ăn vô để người ta bổ, người ta sống, người ta vui, người, người ta có sức khỏe thì cái uh, nhiều lúc cái cái cái, um, cái 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 nói sao? Cái meaning cái it's more meaningful nghĩa. nó nó ý nghĩa hơn là chỉ là để kiếm tiền thôi. Ừ. Thì đam mê ha. Yeah, đam, đam mê đam ừ. mê thì Danny thấy là phải có cái đó thì mới tụ tài nổi trong food and beverage chứ không thì It's, it's really tough, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> thực sự nói về đến đồ ăn là ai cũng làm hết ai cũng muốn hết yeah. thì nó rất là cực một cái là mình phải đi cạnh mình không compete phải cạnh uh -huh. tranh với người này người kia thì khi mà Danny làm như vậy đó rồi xong rồi mình uh, mình phải làm như cha sẽ thấy rất là cực khổ thì cái thời gian là ở đâu mà mình manage family là work um, I don't think có thời gian you just have to do it <laughs> Uh, you know, luckily, um, luckily, me and my wife, Danny vợ Danny là làm việc chung với nhau, mm. from business to personal, and so you know, we 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 try to balance it off with each other. But at the end of the day, it's it, it's still tough. And and I think with any new startup business, từ từ mình cũng phải hiểu là mình hết cái Mỹ nó kêu là bamboo ceiling. Mm. Thì lúc mình hết cái ceiling đó, mình phải, phải 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 suy nghĩ là là grow cái business là mình phải mướn thêm người xong rồi thêm nữa ai mà giỏi hơn mình thì mấy người đó mình mới nên mướn chứ mình không có nên mướn mấy người mà chỉ có nói yes với mình thôi uh, xong rồi mình cũng phải hiểu là giờ thí dụ ngày mai mà mình mình mất hay là chết đi á cái business của mình nó còn nó còn operate được không thì nếu mà nói no thì it's, it's time to 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 change and so you know those are all the moving parts of growing a business that I think nhiều người không có suy nghĩ tới yeah. mà nó 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 end up affecting the business long term Đúng so, rồi. so those are the few things I have advice uh, I guess mistakes that I made that I can share with um, the viewers cảm ơn Danny mà cái này là như cho sự thấy như đây thì nói là cái gì mà đến dễ thì nó dễ đi thì yeah. mình phải coi đường dài nhưng mà mình phải kiên nhẫn tại những người đâu phải là ai cũng phải kiên nhẫn đâu làm giữa chừng rồi mình lại làm không nổi mình phải bỏ thì khi mà mình nói đến làm không nổi thì um, hay là những cái chuyện sẽ cố những cái sự Mấy cái chuyện mà không may mắn hay là chuyện whatever yeah. mình không biết đến xảy đến thì như là Covid thì Covid sẽ có ảnh hưởng gì đến khi mà mình sản xuất nước mắm hay không? Yeah, you know, uh, lúc mà làm lúc mà Covid <laughs> á thì thì 50% khách hàng của Danny là của nước mắm sơn là nhà hàng sòng bay, oh. khách sạn. So they all shut down overnight. And um and 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 you know, because we had so much fish sauce on stock, we saw that as an opportunity day để contribute to the community. So during COVID, uh, mấy cái mấy cái chỗ mà người ta get tested hay vaccination thì nước mắm sơn cũng đem nước mắm ra tặng mỗi gia đình, um, tặng uh, tặng uh, nhà thờ, tặng mấy người mà lúc đó người ta nấu ăn ở nhà mm -hmm. để kiếm thêm tiền. Uh, so so you know we 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 try to 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 do that and you know thank God. We were able to make it through Covid. Mm. Uh, Danny thấy là Covid đó, nó là cái big test của mấy cái company, doesn't matter what business you're in, but if you don't provide a good product, mm. thì mấy cái company mà làm uh, giống như là copy người khác hay là làm để bán rẻ, để kiếm hàng thôi thì thường qua Covid mấy cái, mấy cái công ty đó hay mấy cái nhà hàng đó, it, it all went away. Wow, mà thông yeah. minh quá ha cái thời gian covid shutdown mà vài năm về trước hai năm về trước là lúc đó là đa số ai cũng ở nhà đâu có đi ra đường được đâu thì mình yeah. nấu ăn ở nhà thì nhờ có những chai nước mắm như vậy tại đâu có đi chợ được đâu yeah. thì có những nước mắm này làm cho họ giống như là một cái khuyến khích để cho họ nấu ăn vậy đó yeah tại vì Danny thấy trên mấy cái Facebook group đó, mấy người mà thấy dụ người thân. ta làm ở nail shop ừ. hay là salon hay là mấy cái service industry mà phải đóng cửa đó thì người ta ừ. không kiếm được tiền thì người ta resorted to cooking at home for donations ừ. and so we just figured cái đó là một cái chuyện nhỏ mà công ty mình có thể giúp được ừ. à, một thùng nước mắm thì cũng không bao nhiêu năm chục sáu chục đô nhưng ừ. mà ít nhất nó xem người ta được một cái số tiền đó để người ta kiếm thêm tiền yeah. à, xong rồi mùa đó Danny vợ Danny cũng actually có mấy người mà thí dụ người ta bị người ta già hay người ừ. ta bị handicap nhưng mà người ta nấu ăn ở nhà hay người ta có nhu cầu thì Danny vợ Danny cũng chạy vòng vòng để drop off uh, nước rồi. mắm cho cho họ. Um, so you know, it was an interesting time, but I'm glad we all made it through it and uh, <laughs> Thanks for sharing yeah. uh, Cảm ơn uh, Danny đã chia sẻ thực sự nếu không nói không biết đến. Mà yeah. thời gian đó bản thân mình là khi mình mình đã sản xuất nước mắm nó mệt rồi. Yeah. Mà khoảng thời gian Covid sit down mà mình đi deliver nó rất là dễ thương, nó rất là quý. Yeah, um, it, it was kind of like being in the movie. Lá rồng dòng, dòng cũng sợ, tại vì lúc đó nó cũng <laughs> dòng có dòng nhiều. Uh, yeah, nó cũng có nhiều, you know, Asian hate. Xong rồi ừ. bị cướp, bị cái này, bị cái kia. Mấy người châu Á mình cũng bị targeted, right? Đúng. And, and so it was funny, tại vì đi giao nước mắm nhưng mà nhiều lúc mình cũng thủ giống như là 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 là, <cười> <cười> là, 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 là cũng cũng phải thủ để, để để coi có bị cướp hay bị đánh không nữa. Yeah. yeah lỡ yeah. nếu mà không may mắn bị trúng bệnh Covid yeah. sau thời gian đó, <laughs> yeah, mình đi yeah. giao nước mắm mình phải ra đường mình tiếp tiếp giao với người này người kia. Yeah. rồi sau đó rồi cho thấy tận nghiệp giao nước mắm mà giống như giao mà dễ sợ này người kia khoảng thời gian thật sự là asian heat mà cầm chai nước mắm nữa yeah. là gì rất là việt nam luôn <laughs> Nh nhưng mà có vấn đề mình có cái chai để mình đập rồi <cười> <cười> nhưng mà bể nước mắm thôi lắm <laughs> thì thật sự luôn á là mình vẫn còn cảm ơn Danny đã chia sẻ những cái mình không ai biết đến yeah. và mình còn khoảng thời gian 5 phút thì còn trong khoảng thời gian này Danny có những lời nào muốn chia sẻ hay gửi đến quý vị khán giả hay là những ai đã ủng hộ ở nước mắm sơn khoảng thời gian qua Dạ, yeah, um, Danny cũng muốn nói cảm ơn mọi người là đã ủng hộ nước mắm sơn ở nước Mỹ và ở thế giới. Um, xong rồi Danny chỉ có mong là 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 dân Việt Nam mình có thể um, you know, grow and and expand the way we are. Um, Danny feel là like right now người mình là đang ride cái wave, you know, like người nước ngoài người ta very interested để đi thăm nước Việt Nam, để đi ăn đồ ăn Việt Nam. Thì uh, cái này là, Danny thấy là cái thời gian của, uh, you know, dân tộc mình để show, show the world, you know, who we are and what we have uh, Beyond là nhiều, nhiều lúc người ta chỉ nghĩ tới Việt Nam là chiến tranh hay là cái này cái kia thôi Nhưng mà there's so much more to our people and our country and um, yeah, I, I think it's our time to shine Cảm ơn Danny, thì uh, nếu quý vị nào mà muốn À, hay là đã thử qua nước mắm rồi nước mắm sơn rồi thì à, nhưng mà quý vị nào mà chưa cái loại thử cái loại mới này á thì một lần nữa chắc cho xin nhờ Danny cho quý vị biết là hiện tại là ở nhà supermarket nào hay là ở thị trường nào đang bỏ bán à, những chai nước mắm nước mắm cá cơm mỹ yeah, nước mắm cá cơm mỹ thì trung bình là giờ đang ở mấy cái siêu thị châu Á à, dòng dòng nước mỹ mà siêu thị nào mà không có thì cũng mong mỗi người khách hàng cũng hỏi chủ siêu thị hay quản lý là để để lấy nước mắm sơn mắm mỹ nước mắm cá cơm mỹ để để lên quầy để để cho khách hàng có cơ hội để để thử để mua dạ yeah. ờ, chắc qua mùa tết là mình cần nước mắm lắm để kho thịt kho trứng <laughs> kho trứng là cần nước mắm. Dạ, yeah, về yeah, với là, lại làm bánh tết nữa. Đúng, thì yeah. là chắc vừa mùa tết này chắc Danny cũng phải chạy vòng vòng để mà phát nước mắm nữa. Dạ. Yeah. Thì bản thân Danny là mình ăn nước mắm nhiều không? Dạ, yeah, thì cũng thì, thì cũng ăn chứ. nhiều. Với lại giờ uh, Danny cũng chỉ mấy đứa con Danny để để xài nước mắm mà uh, thí dụ đồ ăn Mỹ hay đồ ăn Việt Nam. Uh, nói về tết với bánh tết thì nước mắm sơn cũng có cơ hội để ủng hộ chương trình của Little Sài Gòn TV về ừ. cái uh, tết. À, cái 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 tết khước kỳ nghiêng vàng mà mới quay mấy tuần trước đó à. thì uh, cũng mong mọi người uh, tune in to to watch that uh, event yeah. vậy là vui quá ha vậy là có nghĩa là quý vị nào mà xem chương trình là cũng cái ngày hôm đó là à, chương trình của tết của yeah. Le TV anh nước Mắm sơn cũng có một phần uh, bảo trợ trong đó luôn yeah. là 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 ở đây là cái ngày hôm đó mình chỉ quay show thôi chứ mình đâu có trưng bày ở Phước Lộc Thọ hay là đâu tết đâu hả Uh, thì cũng chắc uh, join ừ. in cái cái event đó, yeah. vậy là quý vị có thể tới đó trực tiếp để mà thử, yeah. Yeah. là một lần nữa là quý vị nào cái này mình không phải là buôn bán hoặc quảng cáo rồi mà bắt buộc ai cũng phải mua hết nhưng mà cho <laughs> những người nào mà đã quen ăn nước mắm và hay là muốn thử nước mắm mới thì là một cái cơ hội để cho quý vị thử nếm mùi vị như thế nào như Chelsea nói đối với Chelsea là mình không ăn mặn và mình ăn nước mắm này mình thấy nó rất là vừa ăn chứ nó không phải là mặn quá. Yeah. Và mình đủ để mà nếm thì nó 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 vừa đủ cho Chelsea. Còn như đối với Danny là Danny quen ăn nước mắm mặn hay là hay là thường nước ăn nước mắm Danny có pha ra hay không? Dạ yeah, uh, thì cũng theo món. Ừ. Cũng theo món thí dụ mình ăn mấy cái món miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam ừ. á, thì cái cái cách mình pha nước mắm hay cái cách mình use nước mắm nó cũng sẽ khác thì uh, thì từ từ cũng mong mọi người cũng tìm hiểu thêm về nước mắm xong rồi cái cách sử dụng của nước mắm uh, mà đừng có nghĩ là chỉ có take a shot thôi thì <laughs> thì, thì thì cái đó thì uh, nó không phải vậy nhưng yeah. mình nói, nói cái này một chút mình còn khoảng thời gian một phút để Chelsea yeah. chia sẻ luôn đối với Chelsea á khi mà mình đi ăn bánh cuốn hay là mà mình nói bánh bột lọc hay những gì mà nước mắm mà pha ra đó yeah nó phải đúng mùi vị nước mắm mà lạc ra tại vì nếu mà mình không pha đúng á mình ăn mình bất ngon tại vì tuy là mình ăn bánh cuốn bánh bánh bột lọc mình ăn không được phải không? Yeah. Nhưng mà quan trọng là nước mắm, mà nước mắm mình nó không pha đúng á mình ăn tự nhiên mình thấy nó mất đi cái mùi vị thiếu thiếu rồi mình bỏ luôn. Dạ yeah, tại nước vì mắm mấy rất cái, là quan trọng. Và yeah, mấy cái nước mắm đó nó là commercial fish sauce ừ. cho nên nó không có cá trong đó. Cho nên lúc ừ. mà pha ra nó không còn cái mùi vị cá nữa. Cho nên nước mắm mà có cá thiệt trong đó thì uh... Uh, mỗi người ăn thì sẽ thấy nó nó, nó khác biệt. Nha, yeah, yeah. rất là cảm ơn Danny rất nhiều và mình mình không còn đủ thời gian nữa để mình chia sẻ thêm. Thì uh, trước khi chia tay chương trình thì cho Charles sẽ mời uh, Danny gửi lời chào đến quý vị khán giả hay là những lời là nhắn. Dạ, yeah, uh, Danny uh, muốn nói cảm ơn mọi người đã tune in to cái um, show này. Xong rồi cũng mong là sau cái này thì cũng hiểu biết về thêm về nước mắm và và văn hóa của nước mình. Dạ yeah. Cảm ơn Danny rất nhiều và sĩ rất là cảm ơn quý vị một lần nữa à, mình à, chia sẻ cái talk show này để cho những người nào mà muốn biết thêm về nước mắm và cũng người nào mà thích nước mắm à, và rất là cảm ơn Danny đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau và sĩ mong là luôn luôn có những cái talk show à, giúp cho quý vị khán giả và chúc quý vị à, mùa lễ à, lúc nào cũng ấm áp Cảm ơn quý vị rất nhiều